ức phá đường dây đưa người sang Đức làm gái mại dâm. Vào hôm 1 tháng 6 lúc 2 giờ 41, cảnh sát Đức phá vỡ một băng đảng đưa lậu hơn 100 phụ nữ trẻ từ Việt Nam sang Đức làm gái mại dâm nhà hàng Việt Village làng Việt ở Leipzig bị khám xét hôm cuối tháng 5 và một số người đã bị bắt. Đột kích vào các nhà hàng Việt Nam nổi tiếng ở TP Leipzig và TP Halle thuộc miền đông nước Đức. Hàng chục cảnh sát Đức đã đến nhà hàng làng Việt ở Leipzig vào sáng thứ hai và khám xét ở đó. Lý do: một cuộc đột kích khắp châu Âu, Đức, Slovakia và Hungary chống lại một băng đảng chuyên đưa người Việt Nam nhập cảnh lậu. Đồng lúc đã diễn ra những cuộc khám xét ở các bang Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, ba bang này thuộc miền Tây nước Đức, Sachsen-Anhalt và Sachsen, hai bang này thuộc miền Đông nước Đức. 11 người Việt Nam đã bị bắt ở TP Leipzig. Các cáo buộc nặng nề: đưa người lậu, ép buộc mại dâm, làm lậu, không khai báo. Theo cảnh sát liên bang tại Leipzig, những phụ nữ này được cho là đã làm việc trong các nhà hàng, tiệm nail và chợ. Trong cuộc khám xét cùng lúc tại Berlin, nghi phạm chính là một phụ nữ Việt Nam 37 tuổi cũng bị bắt trong một căn hộ trên tầng 15 thuộc quận Lichtenberg, đông Berlin. Nữ nghi phạm này được cho là người cầm đầu băng đảng đưa người lậu và ép buộc các phụ nữ Việt Nam nhập cảnh lậu làm gái mại dâm để trả nợ. Để sang được Đức, các cô gái Việt Nam phải trả cho băng đảng đưa người lậu số tiền lên tới 21.000 euro mỗi người. Để trả dần số tiền nợ, các cô gái này làm việc trong các tiệm làm móng tay, nhà hàng và tiệm massage. Nhưng trên thực tế, hầu hết họ đều bị ép làm gái mại dâm. Ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ. Tin từ FB của trai thời loạn. Quý vị thấy chưa? Cái đất nước ta đó nó lâm vào cái cảnh như vậy. Khi mà nhà cầm quyền Việt Cộng á, chế độ Việt Cộng á, thì rất là nhiều cái cảnh mà nhục nhã xảy ra đối với dân tộc Việt Nam. Mà ai là người Việt Nam cũng phải gánh chịu. Ai có mang cái dòng máu Việt Nam đều cảm thấy là nhục nhã. Nó xuất cản, nó gọi là xuất cản lao động, nó xuất cản hàng triệu người đi ra biết bao nhiêu các quốc gia trên toàn thế giới. Ngay cả những cái quốc gia phi châu nghèo đói nó cũng còn đến nữa mà. Nó không có tạo được cái công ăn việc làm cho người dân. Sự thật rất là dễ chứ biết bao nhiêu. Mình nhìn thấy các quốc gia khác người ta làm rất là dễ dàng. Người ta tạo công ăn việc làm cho người dân rất là dễ dàng. Người ta làm cái đường xá, cầu cống, bệnh viện đồ biết bao nhiêu mà rồi trả tiền cho người dân thôi. Tạo công ăn việc làm cho người dân thôi. Có gì khó đâu. Trong khi nó không có làm việc mà nó muốn là kiếm tiền. Kiếm tiền để nó bỏ vô túi thôi. Mà làm sao mà công bằng được? Không thể nào mà nó công bằng khi mà nó một cái thằng mà tỉnh ủy nó có hai cái chức vụ như vậy. Ít ra nó có hai cái chức vụ, một nó là đại biểu quốc hội, nó là làm luật. Rồi nó về tỉnh nó lại làm là hành pháp nữa. Nó vừa lập pháp mà nó vừa hành pháp nữa. Nó đâu có khác gì một cái thằng mà đá banh rồi mà làm trọng tài luôn. Nó chắc thắng luôn. Không có ai thắng được nó. Nó trồng tréo như vậy, toàn là những cái thứ là vừa đá banh vừa làm trọng tài, bởi vì nó gây ra biết bao nhiêu cảnh nó bất công trong xã hội Việt Nam. Có cái hai quyền lực nó mâu thuẫn với nhau, thằng nào cũng làm cha thiên hạ hết, rồi muốn quyết định như thế nào thì quyết định thôi. Ngay cả cái thằng Nguyễn Phú Trọng nó còn đạp cả cái điều lệ đảng để mà
làm tổng bí thư rồi là ba nhiệm kỳ. Cộng sản rất là vậy đó. Nó không có cần phải theo, làm theo luật gì hết. Có luật đó nhưng mà nó vẫn đạp cái luật pháp mà nó đi thôi. Tại cái quyền hành nó mâu thuẫn với nhau. Nó vừa đại biểu quốc hội, thành ra nó muốn sửa luật như thế nào theo cái ý của nó. Tất cả những cái luật pháp của nhà nước Việt Cộng này là chỉ có làm lợi cho đảng thôi. Bởi vì dân oan gọi là khắp 63 tỉnh thành, hàng triệu dân oan khắp 63 tỉnh thành, thành vẫn tiếp tục gọi là biểu tình ở Hà Nội. Hàng triệu dân oan nhưng mà nhiều người khác người ta đâu có tiền để mà đi đến Hà Nội đâu. Thành ra những người đó là cũng là đại diện cho những người mà dân oan của 63 tỉnh thành thôi. Rất là nhục nhã khi những người mà cán bộ Việt Cộng đó gọi là ăn trên xương máu của đồng bào. Bây giờ họ thành những cái tư bản đỏ rồi. Họ giàu có vô cùng luôn. Đó, họ ăn một cái bữa ăn mà trên 51.000 đô la một bữa ăn của thằng Tô Lâm. Mấy cái thằng đó làm sao mà mình nói bằng ông được. Những cái thằng như mà Nguyễn Phú Trọng, thằng Tô Lâm, mình nói bằng ông không được, mình ngượng miệng lắm. Nó ăn trên xương máu đồng bào, rồi nó dối gạt đồng bào. Giống như thằng Nguyễn Phú Trọng, nó dối gạt đồng bào rất là nhiều, mà mình đã chứng minh rất là nhiều lần rồi. Nó làm chỉ có 7 năm rưỡi cái chức vụ tổng bí thư thôi. Rốt cuộc nó làm 7 năm rưỡi xong rồi nó làm thêm 2 năm rưỡi nữa. Nó thành nó 10 năm. 10 năm rồi nó còn chưa đã nữa. Nó đạp cái điều lệ đảng, nó làm thêm nhiệm kỳ 3 nữa. Mà 5 triệu đảng viên cũng không có làm gì nó được. Nó là vậy đó. Rồi làm sao? Người dân người ta phẫn nộ chứ. Tụi Việt Cộng thì nó không phẫn nộ chứ, người dân người ta phẫn nộ chứ. Hứa hẹn với người dân như vậy 7 năm rưỡi rồi rốt cuộc làm thêm 10 năm, 15 năm nữa. 7 năm rưỡi nữa thành 15 năm nữa. Những cái thằng đó người ta gọi là thằng khỉ. Thằng khỉ, khỉ Trường Sơn. Nó là toàn là xài luật rừng. Làm sao mà dân chịu nổi? Năm cái thằng, 500 cái thằng mà gọi là đại biểu quốc hội đó, mình có thể gọi là 500 cái thằng khỉ. Nó là những con khỉ mà cai trị cái đất nước của mình. Thằng nào cũng vậy thôi à. Nó cũng là đảng, thằng nào cũng đảng viên hết đó, chứ 500 người đó không có một người dân thường nào hết đó. Dân người ta là 96 triệu, mà đảng thì chỉ có 4 triệu à, 4 triệu đảng viên à. Mà 500 đại biểu quốc hội là toàn là đại diện cho đảng không à, toàn là thằng nào cũng đảng viên hết làm sao? Nó mình biết đây là toàn là cái bầu cử gian lận, bầu cử bịp bợm. Trong đời của mình chưa bao giờ mình thấy mà có cái vụ mà tranh cử đó. Bầu cử mà không có cách tranh cử là bầu cử bịp bợm. Cũng như người ta bầu ra quốc hội, người ta bầu ra gọi là chủ tịch quốc hội, ít ra người ta cũng có hai cái người đứng ra ứng cử. Hoặc là bầu ra thủ tướng, hoặc là chủ tịch nước cũng vậy, ít ra phải có hai người ứng cử rồi người ta mới chọn được. Mà dân chưa bao giờ được bầu như vậy. Mà trong đảng nó bầu cho nhau không à. Mà nó bầu bầu gọi là thô bỉ. Bầu gọi là chỉ có một người ứng cử à. Mấy chục năm mình nhìn cái chế độ Việt Cộng, nó làm toàn là những cái trò hề để mà bịp dân thôi mà.
chưa bao giờ mà nó đưa ra hai người để mà tụi nó chọn một người hết. Gần như là nó nhục nhã như vậy đó mà nó vẫn làm được, làm sao gọi là bầu cử được? Bầu cử là phải ít ra phải có hai người ứng cử. Mình hỏi mình sống mấy chục năm mình thấy cái nhà nước Việt Cộng nó làm như thế nào? Có khi nào nó đưa ra hai người gọi là ứng cử cái chức thủ tướng không? Rồi để cho quốc hội bầu đi cũng được. Chưa bao giờ xảy ra hết. Chức chủ tịch nước cũng vậy. Chức tổng bí thư rồi chức chủ tịch quốc hội cũng vậy. Nó chỉ có một người chỉ định nè, mà không biết ai chỉ định nữa, trong đảng nó chỉ ra làm sao đó. Thằng nào thằng nấy cũng cúi đầu ngoan ngoãn nữa, để mà tuân theo. Các đất nước như vậy làm sao khá được, thưa quý anh chị em. Đúng không? Nó không có tạo công ăn việc làm cho người dân, nó chỉ bán dân. Nó gọi là buôn bán nô lệ đó. Nó là những cái thằng buôn người, những cái thằng cộng sản là những thằng buôn người. Nó xuất khẩu cô dâu, nó xuất khẩu lao động, nó xuất khẩu hàng triệu người. Rồi bây giờ nó đưa những cái người phụ nữ Việt này qua bên Đức, qua bên Slovakia và qua bên Hungary để mà ép buộc người ta làm gái mại dâm. Rồi để phải trả nợ cho nó 21.000 đô la cho một cô gái như vậy. Quá tàn nhẫn luôn. Một cái chế độ buôn người như vậy. Chịu không nổi, mình thấy dân mình mà bị mà những người phụ nữ của mình, Việt Nam của mình mà bị làm mại dâm như vậy mà bị ép buộc phải trả 21.000 euro. Làm sao mình không đau lòng được? Mà đau lòng thì mình phải lên tiếng thôi. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe cái clip này nha. Chúng ta cùng lên tiếng để mà không chấp nhận nổi đâu. Người Việt Nam tự nhiên trở thành là mất danh dự. Trở thành thiệt thiệt tình á. Rồi làm sao mà người Việt Nam mà đi ra ngoài đường được? Người ta thấy người Việt Nam là làm những chuyện toàn là tồi bại không à. Rồi làm sao? Mà cái này là tổ chức hàng trăm người bắt buộc nó phải liên quan đến nhà cầm quyền cộng sản. Mình dòm thấy như vậy đó. Chuyện nó lớn lắm. Không có cá nhân nào làm được hết đó. Toàn là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thôi mới mới có những cái đảng viên cao cấp rồi mới làm được, mới buôn người được. Buôn người rồi là bán người ra toàn thế giới, bán cô dâu ra khắp mọi quốc gia luôn. Bán cô dâu Việt Nam luôn. Bán thanh niên trai trẻ để mà phục vụ đất nước là không được, rồi bán ra ngoài đó rồi làm lao nô cho các quốc gia khác. Rồi để nhà nước kiếm tiền. Nhà nước kiếm tiền ở trên xương máu của đồng bào như mình như vậy. Làm sao mình là người Việt Nam rồi sao mình chịu nổi cái cảnh cảnh mà xấu hổ như thế này? Làm sao phải chấm dứt cái nạn buôn người ở Việt Nam? Cái đó, đó là điều mong ước của mình. Phải chấm dứt cái nạn buôn người. Có người ta thương quê hương của người ta không có ai mà muốn mà chạy ra ở hải ngoại đó. Nếu mà cái đất nước mình được thanh bình, được sống mà sung túc đủ là người ta không bao giờ bỏ nước ra đi. Có thấy quốc gia nào bỏ nước ra đi không? Chỉ có cái thằng Việt Cộng thôi. Chỉ có chế độ Việt Cộng nó mới làm những cái trò nhục nhã như thế này. Giận quá phải lên tiếng. Rồi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha.